Vào thời vua Lê Thần Tông, sự phổ biến của súng Hỏa Mai đã khiến việc quản lý trở nên buông thả. Súng lúc này được trang bị không những trong quân sự mà các dân sự cũng có khả năng tiếp cận để được tập sử dụng thành thục và phòng thủ các khu vực làng xã của mình. Như giáo sĩ người Italia, Bán Dĩ Notti trong bức thư ngày 12 tháng 12 năm 1626 với nhan đề tường thuật về vương quốc đàng ngoài, vùng đất mới phát hiện được viết, người dân ở đây rất thích nghề binh, đặc biệt họ bắn súng thần công và súng tay rất giỏi. Da họ trắng, tâm người cao, nhanh nhẹn và can đảm. Nhưng việc này cũng khiến các quan quân triều đình khó có thể ứng phó khi những giặc cướp có khả năng tuồn được súng từ biên giới vào để cướp bóc. Vào tháng 3 năm Quý Tỵ niên hiệu Thịnh Đức 1653, nhà vua đã ban hành thêm một số quy định chi tiết đối với việc sản xuất, tàng trữ, mua bán súng,